Xin chào các bạn. Chương trình tự học tiếng Anh sẽ hướng dẫn các bạn về ngữ pháp, từ vựng, giải các bài tập, luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh YouTube 24STV. Mời các bạn đón xem và giới thiệu bạn bè cùng xem. Nếu thấy hay hoặc học được điều gì đó bổ ích từ chương trình này, các bạn hãy bấm thích, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau để giải cái bài tập nhằm phân biệt thì hiện tại tiếp diễn với lại cấu trúc to be going to. Thì chúng ta biết là hai cái dạng này người ta thường dùng để diễn tả những cái hành động có kế hoạch, có dự định trước xảy ra trong tương lai. Và tuy nhiên, cái hiện tại tiếp diễn được sử dụng khi mà chúng ta thấy ở trong cái câu bài tập đó, nó có cái từ chỉ thời gian. Còn chúng ta dùng to be going to khi trong câu nó có hoặc không có cái từ chỉ thời gian. Các bạn ha. Như vậy, thì hiện tại tiếp diễn được dùng cho hành động xảy ra có kế hoạch ở trong tương lai rất gần. Còn cái dạng to be going to thì dùng rộng rãi hơn khá nhiều. Như vậy tôi nhắc lại là hiện tại tiếp diễn được dùng khi các bạn nhìn thấy cái từ chỉ thời gian ở trong câu. Nè, tôi nhắc lại các bạn nhớ. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta cũng giải khoảng 15 câu. Cái đề thì có khoảng 30 câu hoặc hơn. Tôi có để ở trong cái phần nội dung của cái video. Thì các bạn nên xem và giải trước. Tôi khuyến khích các bạn nên giải trước, rồi chúng ta theo dõi video. Còn bạn nào mà không giải thì vẫn có thể xem được ha. Tiếp tục xem video. Nào, chúng ta cùng giải. Câu thứ nhất: I play bridge tonight with Tom and Anne. Tôi chơi bridge. Bridge có nghĩa là cái cầu, còn ở đây có nghĩa là bài. Chơi bài á. Tôi chơi bài tối nay với Tom và An. Như vậy tối nay tôi sẽ chơi bài với lại Tom và An. Thì trong này chúng ta thấy có cái từ chỉ thời gian đó là tonight. Tonight là tối nay. Như vậy nãy tôi có nhắc lý thuyết là trong câu mà có cái từ chỉ thời gian thì chúng ta dùng ở thì hiện tại tiếp diễn, tương lai rất là gần, tối nay, đúng các bạn. Như vậy câu này làm sao? I tiếp diễn là I cộng to be cộng với lại động từ chính thêm in, đúng không nào? I đi với em, đúng không? I am playing, đúng không nào? Bridge tonight with Tom and Anne. Ok. Câu số 2: I have an operation next week. Anh ta có an operation là cái ca mổ. Next week là tuần tới. Như vậy, trong câu này chúng ta cũng thấy cái từ chỉ thời gian là next week, đúng không nào? Tuần tới ông ấy có một cái ca mổ. Như vậy rõ ràng là tương lai gần, đúng không? Có hoạch định tương lai gần. Và có từ chỉ thời gian, như vậy là chúng ta dùng hiện tại tiếp diễn, đúng không nào? Như vậy he is, sao các bạn? Having, đúng không? He is having an operation next week. Ok. Câu 3: It's very cold. I light a fire. Trời rất là lạnh. Tôi sẽ bật lò sưởi, đốt lò sưởi, đúng không nào? Light, đốt lò sưởi, light thắp đèn, bật đèn, đốt lò sưởi, châm lửa ha. Ok, như vậy trong câu này có từ chỉ thời gian các bạn không? Ok, như vậy chúng ta dùng cái gì? To be going to. Ok, như vậy to be going to là gì? I am going to light, đúng nào? I am going to light a fire. Rồi câu số 4: We have some friends to lunch tomorrow.
Chúng tôi có một vài người bạn đi ăn trưa vào ngày mai, tomorrow. Tomorrow trong câu chỉ thời gian. Đúng nào? Như vậy câu này chúng ta dùng hiện tại tiếp diễn. Đúng nào? Quá dễ. We are. Đúng nào? We are having some friends to lunch tomorrow. Ok. Câu 5. I bought a piano. It be delivered this afternoon. Where you put it? I put it in the dining room. Có nghĩa là tôi vừa mới mua một cái đàn piano. Nó sẽ được giao, deliver, giao, giao hàng. Nó sẽ được giao vào chiều nay, this afternoon. Where you put it? Bài này đây là bài đàm thoại ha. Như cái anh này nói giới thiệu. Sau này cái bạn đối diện nó mới hỏi, bạn đặt nó ở đâu? Trả lời, tôi đặt nó ở trong phòng ăn. Ok. Như vậy, trong câu này chúng ta thấy có cái từ mà tôi đã bôi đỏ đây này là từ chỉ thời gian, cho nên chúng ta dùng hiện tại tiếp diễn. Đúng nào? It is tiếp diễn sao các bạn? Như vậy là being delivered this afternoon. Where you put it? Như vậy hiện tại tiếp diễn thì ở đây cũng hiện tại tiếp diễn thì đúng lên. Where you đi với A đúng không nè? Câu hỏi như vậy đảo A lên trước. Where you put tin it? Đúng không? Rồi trả lời I am putting. Đúng không nè? I am putting it in the dining room. Ok. Câu 6. You go to the auction tomorrow. Yes, I go, but I not buy anything. Bạn có đi vào, bạn ngày mai bạn có đi đến cái buổi đấu giá không? Có. Tôi sẽ đi nhưng tôi không mua gì hết. Như vậy trong câu này chúng ta thấy tomorrow là từ chỉ thời gian. Đúng nào? Như vậy là hiện tại tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn. Câu hỏi thì chúng ta đảo cái động từ lên trước đúng không? Như vậy là you đi với A đúng không? You go in. Are you going to the auction tomorrow? Yes, I am going, but I am not buying anything. Ok. Câu 7. I've reminded you once. I not do it again. Tôi đã nhắc bạn ha, nhắc nhở bạn, remind hiện tại hoàn thành ha, tôi đã nhắc bạn một lần rồi. Tôi sẽ không làm điều đó nữa, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Như vậy là câu này dùng cái gì các bạn? Hiện tại tiếp diễn hay là to be going to? Ok, trong câu này chúng ta thấy có gì từ chỉ thời gian không? Không. Như vậy là to be going to đúng không? I am not going to do it again. Ok, câu 8. I have my hair cut this afternoon. Tôi sẽ cắt tóc vào chiều nay. Như vậy this afternoon trong câu này là từ chỉ thời gian, cho nên chúng ta chia hiện tại tiếp diễn. I am having my hair cut this afternoon. Ok, câu 9. My nephew come to stay with me next weekend. Where you put him? I put him in the room in the tower. My nephew đến my nephew đến ở với chúng tôi, ở với tôi vào tuần tới. Như vậy next week
Next weekend là chỉ dấu chỉ thời gian. Như vậy chúng ta chia ở thì hiện tại tiếp diễn đúng không? Is đúng không các bạn? Come in to stay with me. Rồi. Where you put him? Câu hỏi. Như vậy ở trên là hiện tại tiếp diễn, ở dưới cũng hiện tại tiếp diễn đúng không nào? Are you putting? Có nghĩa là sắp xếp cho anh ta ngủ ở đâu á? Ở đâu đấy? Rồi, tôi sẽ đúng không? Putting. I am putting him in the room, trong cái phòng, trên cái tháp này, trong cái tháp này. Ok. Câu 10. Our class start German next term. Lớp học của chúng tôi sẽ bắt đầu tiếng Đức, sẽ bắt đầu học tiếng Đức á, vào kỳ tới. Next là tới, term là học kỳ ha, kỳ tới. Như vậy kỳ tới là chỉ dấu chỉ cái thời gian. Như vậy trong câu này chúng ta dùng hiện tại tiếp diễn để diễn tả những hành động có kế hoạch trong tương lai. Ok, our class is starting German next term. Ok, câu 11. I spend a few days in London next week. Tôi sẽ có một vài ngày nghỉ, trải qua đó, có một vài ngày nghỉ ở London tuần tới. Như vậy next week chỉ dấu chỉ thời gian, như vậy là hiện tại tiếp diễn. I am spending a few days in London next week. 12. The town council built a new school here. The town council là hội đồng thành phố, hội đồng thị trấn, sẽ xây một ngôi trường mới ở đây. Vậy có chỉ dấu có cái dấu hiệu chỉ thời gian không các bạn? Không. Ok, như vậy là to be có to được dùng đúng không nào? The town council is going to build a new school here. Ok. 13. What you tell the police? I tell them the truth. Bạn sẽ nói gì với cảnh sát? Tôi sẽ nói với họ sự thật. Tôi nói sự thật với họ. Ok. Có chỉ dấu chỉ thời gian của bạn không? Như vậy to be có to được dùng đúng không nào? What, câu hỏi thì what are you, sao, going to tell the police? I am đúng không nào? Going to tell them the truth. Rồi, câu 14. He start tomorrow. Chỉ dấu chữ thời gian đã rõ ràng nằm đây. Như vậy là he starting, khởi hành đúng không? Anh ta khởi hành vào ngày mai. 15. The Queen open Parliament next month. Nữ hoàng sẽ khai mạc họp quốc hội đó. Parliament là quốc hội, tháng tới. Như vậy là tháng tới chỉ dấu thời gian, cho nên the Queen is opening, đúng không nào? Is opening Parliament next month. Ok, như vậy chúng ta đã giải qua 15 cái bài tập, 15 cái câu hỏi, câu bài tập về phân biệt thì hiện tại tiếp diễn với cấu trúc to be go and to. Hai cấu trúc này diễn tả hành động có kế hoạch ở tương lai, và nó có khác nhau một chút, đó là hiện tại tiếp diễn khi chúng ta nhìn thấy sử dụng từ có cái chỉ dấu thời gian trong đó ha, diễn tả ở tương lai gần ha. Còn to be going to thì dùng rộng hơn cái hiện tại tiếp diễn. Ok, còn lại mười mấy 20 câu ở cái phần bài tập này thì các bạn tự giải và có thể post vào comment để chúng ta cùng tham khảo ha, hoặc là sửa các bạn nha. Chúc các bạn học tiếng Anh thật là tốt.